Trên tinh thần triển khai hiệp định về hợp tác kinh tế giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Slovenia ký năm 2015 và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước, mới đây tại Hà Nội đã diễn ra khóa họp lần thứ 2 Ủy ban Liên chính phủ về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Slovenia. Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Công nghệ Slovenia Jakub Pusivacek đã đồng chủ trì khóa họp. Sau khi hai đồng chủ tịch khóa họp giới thiệu tổng quan về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và Slovenia, hai bên đã cùng nhìn nhận, đánh giá hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư trong những năm gần đây. Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và nhu cầu của hai nước. Tại phiên họp, hai bên đã trao đổi phương hướng hợp tác trên một số lĩnh vực cụ thể như chính trị ngoại giao, thương mại, công nghiệp, đầu tư, văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp và chế biến thực phẩm, thông tin truyền thông, v.v. Khóa họp lần thứ 2 của Ủy ban Liên chính phủ đã diễn ra trong không khí cởi mở, thân mật, thể hiện quan hệ hữu nghị giữa hai nước và mong muốn tăng cường phát triển hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại song phương trên nguyên tắc bình đẳng, hai bên cùng có lợi. Kết thúc khóa họp, hai bên đã ký biên bản khóa họp và thống nhất khóa họp lần thứ 3 của Ủy ban Liên chính phủ sẽ được tổ chức tại Slovenia vào năm 2020.